Sài Gòn giờ này đẹp quá ta. Ừ, thành phố mình dạo này quá trời đẹp luôn, cái gì cũng có. Đẹp lung lao linh, bling. Dạ đến bến Bạch Đằng mà không biết có bài nào hay gì thành phố mình ta. Ủa, ông không biết hả? Có chứ, về thành phố mình thì nhiều. Không biết luôn, lâu quá không có bài nào hay để nghe hết á. Ơ, thế ông không biết là trên Cupman K360 mình cũng có bài về Sài Gòn sao? Bài Sài Gòn đẹp lắm đó. Ủa, anh Đạt. Anh biết chơi bài đó, để đó cho anh. Ok anh. Công nhận K360 tiếng hay mà điệu cũng hay. Đó, ông thấy chưa? Giờ để tôi điểm qua cái điểm nổi bật của phim đàn này cho ông biết ha. 61 phim đàn với công nghệ semi-wave cho ra cảm giác đánh linh hoạt. Cơ chế này phù hợp với hầu hết tất cả các bộ tiếng. Organ, guitar, bass, rap. Đặc biệt là bộ tiếng dân tộc. Vậy còn bộ style thì sao? Style không chỉ có những bộ chung cổ điển mà còn được thiết kế riêng bộ điệu cho thị trường Việt Nam. Từ cái bản nhạc dân ca, bolero đến các bản nhạc thị trường hot trend cũng đều có mặt trên K360. Vậy thì làm sao bộ nhớ đàn chưa đủ được? K360 được hãng ưu ái trang bị một bộ nhớ lớn. Ngoài 240 điệu mặc định, các bạn có thể thỏa thích lưu tới 150 điệu kèm thêm. À, với lại còn được update style liên tục miễn phí trên website Nhạc Cụ Minh Phụng. Bài nào mới ra là hôm sau có luôn á nha. Wow, đỉnh vậy luôn sao? Chứ còn gì nữa. Thay vì bạn phải học từ A cho đến Z một giáo trình chuyên sâu và mất nhiều thời gian để chơi được một bản nhạc hoàn chỉnh, giờ đây trên em đàn này, việc học sẽ dễ dàng và cảm hứng hơn cho bạn rất là nhiều. Với sự hỗ trợ đầy đủ từ các giai điệu, nhiều thể loại và âm sắc đa dạng, đến các set nhạc miễn phí được cập nhật liên tục, chắc chắn K360 sẽ là một sự lựa chọn đáng giá. Và hãy đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụng Music tại
347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và chi nhánh 98 Bành Văn Chân, phường 7, Tân Bình để trải nghiệm ngay em đàn này nhé. Hoặc các bạn có thể liên hệ qua số hotline 0919 768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.